Nằm trong kế hoạch chạy thử chuỗi dự án LNG thị vải, vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam PVGas đã thực hiện thành công việc đưa dòng khí đầu tiên vào đường ống dẫn khí thị vải Phú Mỹ tại trạm van hội bài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là đường ống kết nối kho cảng LNG thị vải với hệ thống đường ống dẫn khí hiện hữu của PVGas đang cung cấp khí cho các nhà máy điện, đạm và hộ tiêu thụ khí công nghiệp tại khu vực Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhân trạch tỉnh Đồng Nai và Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Đường ống dẫn khí thị vải Phú Mỹ có kích thước 26 inch, chiều dài 6,1 km đã được PVGas hoàn thành từ cuối năm 2021. Đường ống này có chức năng vận chuyển LNG sau khi tái hóa khí từ kho LNG thị vải để cấp cho các hộ tiêu thụ. Bên cạnh đó, PVGas cũng đã hoàn thành công trình chạm giảm áp thị vải kết nối với kho cảng LNG thị vải để cung cấp LNG cho các khách hàng trong khu công nghiệp cái mép khu công nghiệp Phú Mỹ 3 và khu vực lân cận. Kho cảng LNG Thị Vải có khả năng tiếp nhận được tàu LNG trọng tải lên đến 100.000 tấn, với các hạng mục chính của giai đoạn 1 gồm bồn chứa LNG có sức chứa 180.000 m khối và các thiết bị công nghệ được thiết kế theo các phiên bản mới nhất, đạt tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam và quốc tế. Việc nhập khẩu kinh doanh LNG trong năm 2023 là khởi đầu mới với nhiều triển vọng để PV Gas xác lập vị trí quan trọng trong quá trình chuyển dịch dài hạn sang điện khí LNG, đánh dấu một bước phát triển mới của PV Gas, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của PVN trong việc thực hiện các chủ trương chiến lược quốc gia về an ninh năng lượng.